Cũng thí sinh đây. Cho nên trường đại học Mỹ quý vị thấy nó vô cùng căng thẳng, nhất là trường UC Berkeley. Trời ơi, cái trường đó là đứa nào rớt là nó mừng. À, em rớt hả? Trời, có nhiều người mừng lắm cưng. Một hàng dài đang chờ cái chỗ của em, không có nâng niu gì trong đại học. Thì đó là hãy cho con mình biết chịu tự chịu trách nhiệm. Không bao giờ đánh chừa sàn, đánh chừa bàn, đánh chừa ghế. Thứ hai là nếu tự nó làm nó đau thì mình vỗ về, nhưng mình không dỗ dành gì hết. Mà mình chỉ muốn thôi, mẹ hiểu con đau, mẹ hiểu con đau vậy thôi. Nó khóc xong rồi mới nói, con nghĩ có ai làm con đau. Đúng không? Và như vậy thì hãy dạy cho con mình tự chịu trách nhiệm, tức là đau thì đau, nhưng không thù hận ai hết, không giận dỗi ai hết, không hối hận gì về hành động của mình hết. Vì mình đã quyết định từ trước rồi, bây giờ chấp nhận cái giá trả thì trả thôi. Có ai trong quý vị đồng ý với quan điểm của Liên không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Còn ai không đồng ý à? Cứ thẳng thắn. Không, quan điểm khác nhau là chuyện bình thường. Tiếp theo là muốn dạy cho con quý vị có trí tuệ vượt khó thì hãy delay pleasure, tức là gì? Trì hoãn thỏa mãn. Nó muốn cái gì thì phải lên kế hoạch để cho con, phải lên kế hoạch, lên lộ trình để có cái đó. Con muốn cái đồng hồ, được. Vậy thì mỗi ngày phải được 10 điểm. Cho tới khi nào được 100 điểm mới được đồng hồ, ví dụ vậy. Mỗi ngày phải được 2 đồng. Vậy thì làm sao cho có 2 đồng? Mỗi ngày lau nhà cho 2 đồng. Cho tới khi nào đủ tiền mới được cái đó. Tới phần dạy con về tiền thì nói kỹ hơn. Và tiếp theo là hãy dạy con mình là luôn hướng tới mục tiêu cao hơn. Nhưng không buồn bã vì không đạt được điều đó, mà không vui vì đạt được điều đó, cũng chẳng không buồn bã vì không đạt được điều đó, mà vui vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Hạnh phúc, thành công là đường đi chứ không phải là điểm đến. Đó là một trong những cái quan điểm của chương trình này. Đương nhiên, quý vị không đồng ý là quyền của quý vị. Vậy thì khi con quý vị còn nhỏ mà nó có sợ thì mình hãy khuyến khích nó là mẹ hiểu con sợ. Nhưng sự khác biệt giữa người nhát gan và người can đảm là gì quý vị? Và đầu tiên là người sự giống nhau là gì? Là cả hai đều sợ. Quý vị đồng ý không? Ai trong quý vị đồng ý điều này? Hãy quay cho người bên cạnh và nói sợ là bình thường, hay phải. Chỉ có người khùng mới không biết sợ. Quý vị đồng ý không ạ? Chỉ có người khùng mới không biết sợ. Hễ là con người là phải có sợ. Vậy thì sự giống nhau giữa người can đảm và người bình thường, người nhát gan là cả hai đều sợ. Nhưng người can đảm là người sợ thì sợ làm thế, còn người nhát gan là người sợ tới mức không làm, đơn giản là vậy, đúng không ạ? Vậy thì người có ý chí là người gì? Buồn thì buồn làm thì làm, chán thì chán làm thì làm, đúng không ạ? À, trong đây có một câu hỏi về chuyện con nói chán thì mình nói chán là bình thường, đúng không ạ? Nhưng chán thì chán làm thì làm, là vì trong đời con sẽ có rất nhiều điều mà con không thích con vẫn phải làm. Ví dụ như mẹ đâu thích đi làm để nuôi con đâu, nhưng tại sao mẹ vẫn làm? Tại vì mẹ thương con, mẹ chọn con đường đó. Như vậy cái giá phải trả là mẹ không được ngủ dậy trễ mỗi ngày. Quý vị đồng ý không ạ? Anh nghĩ sao anh đi lên anh nói với bà, cái mình ngồi để mình nghe, cái xong cái hồi cái mình lên anh nói chuyện với bà xong rồi mình lên mình nói cuối cùng sao con có được gì không? Nó nói bà không cho. Mình nói ồ vậy hả, con nghĩ mình có thời gian để chơi không? Nói không. Tại sao? Tại ngày mai mình phải dậy sớm đi fly rồi. Nhưng mà con vẫn muốn chơi đúng không? Nó nói dạ muốn. Đúng rồi, Obi cũng muốn chơi. Cái mình nói Obi biết không muốn chơi, Obi cũng muốn chơi. Nhưng bây giờ mình có thời gian để chơi không? Cái nói không. Vậy thì quyết định của con là gì? Obi không muốn chơi. Thì Obi biết mong muốn của con là chơi, nhưng con biết là không có thời gian chơi. Vậy thì quyết định của con là gì? Ý muốn và quyết định là hai thứ có giống nhau không? Cái nói không. Nói ok, vậy thì con biết là ý muốn quyết định không giống nhau. Ý muốn của con là muốn chơi nhưng không có thời gian, thì quyết định của con là gì? Anh ngồi anh nghĩ hồi, anh nói ok. Quý vị hiểu ý không? Đó là câu chuyện thứ nhất. Cái ngày hôm sau đi sai hồi, tức là mình phải dạy cho nó hiểu là ý muốn là một trong những cái yếu tố để quyết định, chứ không phải là yếu tố duy nhất để quyết định, đúng không ạ? Cái ngày hôm sau đi Zion, cái thằng đáng nó nói với Liên, Obi, con thích đi Angel Landing, leo núi hoài mệt quá. Cái
Vậy thì con muốn sao? Con muốn chơi tuyết, con muốn chọi tuyết. Cái mình nói ok, thì con muốn chơi tuyết, Ovi cũng thích chơi tuyết. Nhưng mà trong đoàn có tới 12 người. Bây giờ con hãy đi thuyết phục ít nhất là 10 người, hoặc là ít nhất là 7 người, thì con mới có hy vọng làm được. Ovi, làm sao mà có tới 7 người muốn? Mình nói ok, vậy thì con thử chưa? I know, không làm được đâu. Nói ủa, thì con phải thử rồi mới biết. Cái nó nói, anh Đôn cũng muốn. Chắc chắn là Obi cũng muốn con được 3 người rồi đó. Đó là gì? Tôi có thể làm gì để hạn chế phạm vi ảnh hưởng nghịch cảnh, đúng không ạ? Làm, tôi có thể làm gì để kiểm soát một chút xíu trong tình trạng này, đúng không? Đúng không quý vị? Cho nên mình nói con được 3 người đó, đi tiếp đi. Cái anh lên tinh thần, anh đi tiếp. Anh hỏi người này kia xong nó ông ơi, được có 6 người. Cái mình nói vậy là 50-50, đúng không ạ? Nhưng vậy thì bây giờ vậy, con hãy cố gắng thuyết phục thêm một người nữa. Nhưng nếu không được thì sao? Mình nói quá, nếu con không được thì con có hai lựa chọn. Một là con chơi tuyết một mình, hai là con phải đi leo núi với mọi người. Đồng ý không? Cái nói, nhưng mà con đồng ý là con có hai lựa chọn đó không? Bây giờ con nghĩ là con có lựa chọn thứ ba không? Cái nó nói, I know, hai lựa chọn. Nói ok, vậy thì con hãy suy nghĩ đi. Từ đây cho tới một tiếng đồng hồ nữa, mình mới đi Angel Landing. Con hãy thử lựa chọn đi, con chọn lựa chọn nào? Nói, oh boy, I know you want me to go with everybody. Vì con biết là Obi muốn con đi với mọi người. Nó nói, no, Obi không có muốn gì cho con hết. Obi không có quyết định giùm con đâu. Sau này ai quyết định giùm con? Khi con trưởng thành, con tự quyết định. Cho nên bây giờ con tự quyết định đi. Con quyết định sao? Thì nó là vậy. Cái chuyện này Obi đâu ép con. Một là con chơi tuyết một mình, hoặc con chơi tuyết với một mình Obi. Hai là con đi leo núi với tất cả mọi người. Cái anh nói, ok, đi leo núi với tất cả mọi người. Quý vị có thấy câu chuyện này hay không? Tại vì sao? Vì mình phải cho thời gian để nó hiểu và nó suy nghĩ. Và mình phải dạy cho nó cách phân tích vấn đề, lựa chọn. Và hiểu rằng khi không còn lựa chọn nào khác thì vui vẻ với cái hiện tại vậy thôi. Đúng không ạ? Chứ đừng có vừa làm vừa hận. Ai đâu quý vị đồng ý điều này. Đúng không ạ?